âm thích, phù thích. Mỗi cây kim dài ngắn, to nhỏ đều có tác dụng của nó. Nếu chúng ta ứng dụng không đúng phép thì bệnh không thể hết. Bệnh ở cạn mà chăm ở sâu thì bên trong sẽ làm thương đến phần cơ nhục đang lành, và nơi bị phù sẽ bị ung. Bệnh ở sâu mà chăm cạn thì bệnh khí sẽ không được tả và ngược lại, nó sẽ gây thành nhiều mủ. Bệnh chỉ đáng chăm kim nhỏ mà lại chăm kim to, khí sẽ bị tả quá nhiều, bệnh sẽ hại thêm. Bệnh đáng chăm kim to mà lại chăm kim nhỏ, khí chẳng những không tả mà lại còn trở lại làm tệ hại hơn. Nếu chúng ta làm sai đi sự thích hợp trong phép chăm, ví dụ như bệnh đáng chăm kim nhỏ mà lại chăm kim to sẽ tả đến chân khí, và nếu đáng chăm kim to mà lại chăm kim nhỏ thì bệnh sẽ không thay đổi. Phù khích là phép chăm các mũi kim vây quanh vùng đau, và nên chăm cạn nhằm trị chứng cơ bị cấp mà hàn. Phù khích là phép chăm các mũi kim vây quanh vùng đau, và nên chăm cạn nhằm trị chứng cơ bị cứng mà hàn. Âm thích là phép chăm cả hai bên phải trái nhằm trị chứng hoàng huyết. Chăm trúng chứng hàn huyết nằm ở kinh thái âm, ngoài sau mắt cá. Mời xem thêm phần mô tả.